Sáng ngày 30 tháng 8, triển lãm ảnh với nội dung Tử tế với loài voi và thiên nhiên tươi đẹp đã được khai mạc tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động dự án thí điểm tại Đồng Nai do Humane Society International HSI, tổ chức bảo vệ động vật quốc tế thực hiện. Triển lãm gồm hơn 60 tác phẩm ảnh không chỉ liên quan đến loài voi mà còn nhiều loài động vật hoang dã cần được bảo tồn khác như hổ, báo, tê giác, rùa biển, cá voi, cá heo. Các tác phẩm đến từ nhiều nguồn, trong đó có nhiều ảnh lấy từ bẫy ảnh của HSI, Vườn Quốc gia Cát Tiên, Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai. Tham dự triển lãm có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Nguyễn Quốc Trị, ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Dự án này là nỗ lực chung giữa Cục Lâm nghiệp, trước đây là Tổng cục Lâm nghiệp, thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai và tổ chức HSI trong công tác bảo tồn voi hoang dã của Việt Nam. Các sáng kiến của dự án đang được đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm để đề xuất đưa vào kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn voi tại Việt Nam giai đoạn 2023-2032, tầm nhìn đến năm 2050. Buổi triển lãm đã thu hút đông đảo người dân và du khách nước ngoài đến tham quan và ký tên ủng hộ việc chung tay bảo vệ loài voi và các động vật hoang dã tại Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng.